Một chiếc xe Nasati CDX phân khúc cỡ C, số tự động đẹp với lớp sơn màu đen tuyền các bác ơi. Ngày hôm nay thì em Hương lại về thêm một mẫu xe phân khúc cỡ C, dài, rộng, đẹp mà nhìn rất là sang luôn các bác nhé. Mà giá chào bán chỉ có 255 triệu thôi. Bác nào đang cần tìm một mẫu xe sedan hai đầu dài rộng, đặc biệt là xe nhập cũng như là số tự động, các bác ơi để lại số điện thoại nào, kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn này. Còn bây giờ bác nào mà đang quan tâm với tầm tài chính tầm 250-255 triệu cần mua một chiếc xe tự động form dáng dài rộng, đặc biệt là màu đen, thì các bác chấm một chấm vào đây cho em nhé. Lasetti CDX số tự động với 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn. Phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh này, một dàn nốt Michelin dày, xin nhan trên hông, cụm đèn pha là đèn halogen siêu sáng, có đèn gầm đầy đủ cho em ạ. Biển kiểm soát 29A nhé, xin nhan trên hông, đăng ký đăng kiểm còn tới tháng 5/2023 thì các bác yên tâm nhé, còn dài ạ. Em này được sản xuất vào năm 2010 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Lốp láp dày, gầm bệ không bị bục mọt, đấy là cam kết luôn. Đăng ký đăng kiểm đây. Em một chiếc xe phân khúc cỡ xe có đầy đủ cho em này. Sấy sưởi ghế hai vùng, điều hòa ghế hai vùng, điều hòa cũng mát lạnh luôn nhé, điều hòa mát lạnh. Vô lăng tích hợp các phím bấm này, táp ly táp lô đẹp. Ốc nhái thì chưa hề bị vặn mở luôn. Hai loa chép nhỏ cộng 4 loa to bản nghe nhạc giải trí âm thanh đi đều. Keo chỉ còn giữ nguyên bản cho em, từ keo chỉ cho đến các cái lốt cắt của lốt thoát nước này. Bệ tì tay chống mỏi đây, ghế da cao cấp. Điều hòa auto tự động. Một chút nữa sang khuyên bác tài em sẽ quay kỹ hơn bên khu trung tâm bộ lái nhé, trung tâm lái này. Còn đây là ghế da này, không rách vỡ, không mục mọt. Ốc nhái không vặn mở này. Kể cả những cái phần gioăng cửa cũng vậy nhé, không bị rách vỡ luôn. Cửa sổ trời, đề nổi khởi hành thông minh. Một chiếc xe với quá là nhiều option hiện đại này. Hàng ghế thứ hai thì siêu rộng rãi cho em ạ. Form dáng dài, rộng và rất là đẹp nhé. Máy số đại chất cho em luôn. Quá là đẹp luôn ạ. Đây các bác nhìn này. Keo chỉ zin toàn bộ luôn. Hương kính thì liền đời theo xe. Số tự động thì cực kỳ là dễ đi và rất là nhàn nhé. Và máy em này là máy 1.6. Tất cả những đường dập nổ trên thân xe được cực kỳ sắc nét này. Đấy, Lasetti CDX độ nhá, đằng trước là độ lên mặt ga lăng này. Phía sau xe lắp lip bô thể thao này, bô lip này, ở cảm biến phía sau này. Còn dán thêm hai chữ limited, tức là phiên bản giới hạn đây. Đây là độ lên thôi ạ. Đèn hậu phía sau sáng, có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Khoang hành lý thì siêu rộng rãi luôn. Với phân khúc cỡ xe lại còn bản sedan hai đầu như thế này các bác này. Đấy, dụng cụ tăng kích nốt này, còn xả sàn bệ đẹp luôn nha các bác nhé. Máng nước hai bên đây, máng nước hai bên, thảm chống nóng giảm nhiệt giữ nguyên bản cho em, các cái lốt cắt thì còn nguyên cho em ạ. Một chiếc xe số tự động Lasetti CDX độ lên form hơi trẻ trung này, hơi bị đẹp luôn, rất là trẻ trung các bác nhé. Để lại số điện thoại cho em nào các bác ơi, dàn nốt đẹp, nội thất ngoại thất đẹp rồi, sơn xi sáng đẹp luôn, gương kính theo xe tuyệt vời chưa ạ. Ghế da ưng nhất là bộ ghế da các bác này, ghế da zin cao cấp luôn theo xe, trần nỉ zin, ốc nhái không vặn mở, đặc biệt là số tự động. Thời bây giờ thì các chị em phụ nữ cũng đi xe ô tô rất là nhiều. Đấy, các bác nam ơi hãy cân đối nhé, ông xã nhà mình ơi hãy cân đối một chiếc xe số tự động để bà xã nhà mình bằng B1 có thể đi được, B2 cũng thể đi được nhé. Táp ni táp lô đẹp, gương kính cụp chỉnh điện cho em ạ. CDX số tự động 2010 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2011 nhưng giá chỉ bằng 2010 thôi. Giá chào bán 255 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Chiếc xe này thì có đèn pha tự động này, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi rồi. Số tự động đẹp đây, củ số phanh tay sắc nét, đề lộ khởi hành start top này. Điều hòa tự động, có sấy sưởi ghế hai vùng cho em. Sấy sưởi ghế hai vùng, điều hòa tự động nữa. Cửa sổ trời siêu xịn xò luôn, rất là trẻ trung và năng động. Các bác ơi để lại số điện thoại nào kết nối Zalo cho em để em tư vấn thêm. Một chiếc xe 255 triệu, cần rút hồ sơ thì em sẽ Hương sẽ bao rút hồ sơ, cần vào tên thì em Hương sẽ bao vào tên, ok chưa ạ. Ngày hôm nay một chiếc xe mới về nhưng mà giá cực kỳ hợp lý, cực kỳ ưu đãi cho bà con nhà mình đây ạ. Em đã quay nội thất và ngoại thất rồi thì đây, đây sẽ là chính là một trong những cái lý do các bác mua xe, xem xe quan tâm để ý nhiều nhất, đó chính là máy số này. Máy Ecotec này, quay chi tiết cho các bác nhìn từ máng nước, ốc cabo đến phần tai đèn, các cái thanh ngang, ốc nhái đây, quá là đẹp nhất, xuất sắc luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt còn giữ được nguyên bản này, em này là vừa giảm tiếng ồn này, vừa giảm nóng vừa giảm nhiệt này.
Thông số của xe này keo chỉ zin toàn bộ luôn. Một chiếc xe Lacetti CDX máy Eco em đang bán với giá là 255 triệu bao gồm phí rút hồ sơ. Bác nào cần sang tên thì em bao sang tên luôn các bác nhé. Nên các bác ơi, không có gì mà phải lăn tăn quá là nhiều cho chiếc xe phân khúc cỡ xe dài rộng đẹp này đâu ạ. Để lại số điện thoại em tư vấn ạ. Kết nối qua Zalo 0354602790 các bác nhé. Địa chỉ đến xem xe mặt đường 62m 51 Thanh Xá Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Với rất là nhiều mẫu xe tầm tài chính thì từ 63 triệu là các bác có thể để em Hương tư vấn cho mình một mẫu xe đẹp rồi. Và đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang để không bỏ lỡ nhiều video của em nhé. CDX 2010 đăng ký 2011, máy 1.6 số tự động nên nhiều option, nhiều tính năng. Giá chào bán 255 triệu, bao hồ sơ và còn mớt ạ. Cảm ơn các bác đã quan tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.